엄마, 죄송해요. 저 때문에 일어난 일, 제가 다 정리할게요. 죄송해요, 정말. 할머니! <laughs> dạ thưa bà con mới về cháu gái của bà đã về rồi ôi ôi cháu của bà nhóc con của bà về rồi vậy là tốt rồi tốt quá rồi bà nội ơi con muốn trở về sống chung với bà giống y như trước đây vậy ừ. thật sao con chịu về đây hả dạ tất nhiên rồi bà ưng bi ơn à mẹ cũng cho phép con đi mẹ cũng biết rõ sức khỏe của bà không tốt mà nếu như bây giờ con ở bên cạnh bà chắc bà sẽ khỏe hơn nhiều đó à, đương nhiên rồi con à bà cũng muốn như vậy con ở với bà đi con đúng là đi cuốc trong bụng bà rồi con phản đối chuyện này thề hi sao con lại xuất hiện ở đây mặc dù con rất muốn giữ lời hứa với mẹ đây nhưng bia không chịu để yên cho con vì ưng bia đã từng cho con uống thuốc ngủ để định giết chết cô b ơn à chuyện đó là thật sao con dạ là con đã định cắt ống nga nhưng do cô định giết chết con trước mà con chỉ muốn làm theo cách mà cô từng làm ừ b ơn à con nói chuyện với mẹ một chút đi <laughs> Ưng ừ, Bi ơn à Con đang nghĩ cái gì vậy So với việc sống cùng với chủ tịch bé Thì không phải sống với ba và bà sẽ tốt hơn sao Những hành động gần đây mà con làm Khiến cho người nhà của Chinh Quang không được yên Mẹ à Con đã nói là con không phải Ưng Bi ơn ngày xưa rồi mà Trước mắt là Chúng ta sẽ ưu tiên sức khỏe của mẹ lên hàng đầu Cho nên trong khoảng thời gian tới Con sống ở đây cũng rất tốt Bà Ưng Bi ơn à <laughs> Ba mẹ cứ nói chuyện với nhau đi Em hãy chờ thêm một thời gian. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ và Biên để đồng ý đưa con bé đến sống cùng với em cho em đỡ lo. Hoặc là, nếu rời khỏi đây tốt hơn, thì anh sẽ giúp em làm như vậy. Cảm ơn anh. Tôi không ngờ là anh lại nghĩ như vậy. Chỉ cần em và Biên được sống một cuộc sống hạnh phúc, thì anh sẽ làm tất cả. Nếu như tôi muốn đưa con bé rời khỏi đây cùng với anh chun hi anh nói rồi mà em được hạnh phúc mới là điều quan trọng con nói sao con nhờ mẹ ngăn ơn lại à dạ hành trong ơn và go Thê sông cũng không thể ngăn được bây giờ ưng Biên đã bắt đầu cuộc chiến với con và cha sang minh rồi cuộc chiến là sao mẹ cũng nghe rồi mà Chuyện bi định hại con Có lẽ con nhỏ ân bi ơn cũng đã làm gì đó với cha sang minh rồi Nhưng làm sao con có thể để yên được đây Con cũng sợ chính bản thân mình mà Dù con muốn giữ chút lễ nghĩa cuối cùng với mẹ Nhưng mà chắc không thể được rồi Không biết chừng con sẽ lại làm hại ân bi lần nữa <laughs> Thật kỳ lạ quá Giờ con không cảm thấy đau nữa cũng không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào nữa rồi. Con đã thực sự trở thành động vật máu lạnh. Không có trái tim cũng không có tâm hồn nữa. Thê hi à, mẹ đừng như vậy nữa. Con sẽ không dao động đâu. Con đừng như vậy nữa mà Thê Hi Đừng tỏ ra là mẹ của con nữa Bà ngoại ơi à, à. Mẹ vừa làm cái gì vậy hả Sao mẹ có thể làm như vậy với bà được chứ Nếu con làm vậy với mẹ thì mẹ cảm thấy thế nào Dù à Con xin mẹ Đi khỏi nhà này ngay đi Hay là để con đi hả Sao Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa đâu Con nói mẹ đi ra đi Dù gì à Con đừng nói như vậy Dù nó có làm gì Thì nó cũng là mẹ của con Ưng ừ, bi ơn à Mẹ à Mẹ có nhớ tấm hình gia đình Có con mẹ và ưng nô nữa Treo ở đây không Bây giờ Không thể quay lại khi ấy được nữa rồi Không phải tấm hình không còn Thì không phải là gia đình nữa Những người tuần thuộc về một gia đình Thì cho dù thời gian có trôi qua Dù ai có rời xa trước Thì cũng vẫn là gia đình Mẹ và ba cũng vậy sao Tất nhiên rồi, ba mẹ cũng như vậy Mặc dù không cùng sống chung Nhưng vẫn là gia đình Dù con và mẹ Không sống cùng nhau Thì con vẫn là con gái của mẹ Chuyện đó không hề thay đổi <laughs> Ưng Bi ơn à Nếu như con bận tâm Vì mối quan hệ giữa mẹ và chú Chun Hi ớt thì Thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi là được sau khoảng thời gian nữa, con về sống với mẹ cũng không muộn mà. Vậy con hứa với mẹ. Hãy bỏ hết những suy nghĩ báo thù Gô hi và cha Sang Min đi. Con sẽ thử suy nghĩ. Con không làm thư ký cho cha Sang Min chứ. Hôm nay con phải tới để chào hỏi lần cuối chứ mẹ. Không phải là con đang có suy tính khác hả? Được rồi con gái ngoan của mẹ, ngoan lắm. chú hiểu là con đã tố cáo chú sao? Dạ phải thưa chú, con đã không còn lựa chọn nào khác thằng phản bội, con trả ơn chú bằng cách này hay sao hả? Bởi vì nếu như con không làm, thì sẽ không có ai có thể khiến chú dừng lại. chú à. Đừng thỏa mãn lòng tham Bằng cách lợi dụng tấm lòng Của những người khác nữa mà <laughs> Con đã khiến chú phải ngồi trong phòng hỏi cung Tưởng rằng chú sẽ đi yên sau Con đã quên rằng khi mà Trong vi ơn và thế hi bị bắt Chính chú đã đưa họ ra Sau một tiếng nữa chú sẽ Bước ra khỏi nơi này mà thôi Lần này có vẻ khó hơn chú tưởng Con đã quyết tâm làm tất cả Để có thể ngăn cản chú lại rồi con dám Chú không nhìn thấy máu và nước mắt của con đang chảy hay sao Bởi vì chính con Phải tự kết tội người chú mà con đã từng coi Ông ta như chính là ba ruột của mình vậy Cho nên con đã Đấu tranh và dằn xé rất nhiều Con không thể tha thứ cho chú được nữa Con định là Sẽ Đâm sau lưng chú hay sao hả cảm ơn chú rất nhiều. còn chúc chú sống lâu, được trăm tuổi. À, chú hiểu, chú hiểu tạ, chú hiểu, chú còn. À. không biết là chuyện này có phải tin tức tốt lành với anh không tôi nghe nói là ưng biên sẽ về sống tại gia đình chinh quanh ưng biên nói sao con nhỏ xã quyệt đó đúng là không biết sợ sao dám tự mình đi vào hang cọp như vậy chứ có phải nó ép em cho nó nếm thêm cay đắng không Tôi đã từng nghĩ đến những đau khổ tổn thương mà ưng biên đã phải chịu nhiều biết bao nhiêu hay không hả bất cứ ai cũng có lúc tổn thương đau khổ và tuyệt vọng thôi mà chỉ là ở chỗ mỗi thời điểm khác nhau nhưng sao biết được dường như bn càng ngày càng trở nên giống tôi nên thật đáng lo đó quả nhiên không có lực sĩ nào thắng được thời gian Tính chủ tịch bé giờ lại ở trong này không khác gì con chim gãy cánh sao lại gọi tôi đến có chuyện gì muốn nhờ giả à trước đây là tôi đã từng cứu cô lần này cô phải cứu tôi rồi <laughs> ông nói tôi lấy đâu ra sức mạnh chứ bây giờ tôi chỉ tạm thời gãy cánh mà thôi cô không phải là người có thể giết chết người sống và cứu sống được người chết sao cô à cô hãy giúp cho tôi đi đương nhiên tôi phải giúp rồi đừng lo lắng quá. Ừ. Cậu kết với cha Sang Min định gì mình xuống rồi bây giờ tới tìm mình hay sao? Giúp đỡ ông à? <laughs> bây giờ ông đã chấm hết rồi chủ tịch B. Anh luôn tự cho là mình bất tử mà. Tôi tò mò muốn xem anh sẽ sống sót thế nào đi. Đừng lo lắng, dù có phải bắt cóc ân bi ân thêm một lần nữa, tôi cũng sẽ làm một cách gọn gàng. <laughs> anh trai rất lắm sao anh không ngờ chính mình lại đi tố cáo chú ấy chứ dù không có anh chun hi ếch thì ông ta cũng phải đền tội thôi hãy xem đó như là ân tình cuối cùng giúp ông ta khỏi phải lúng sâu vào tội ác đi à, nghe nói Ưng bia đã quay về nhà chinh quan rồi hả làm sao mà anh biết được lúc anh tới gặp chủ tịch pet anh có gặp cô thi hi Ưng Bi ơn muốn về đó sống Nhưng em không muốn như vậy Em sẽ thuyết phục Ưng Bi ơn Rời khỏi nơi này Anh Chun Hi ớt à Cùng đi với em nha Em nói thật lòng sao Anh có thể thấy Em đã dao động một chút Dù phải gọi người đàn ông khác không phải cô thể xong Là ba ưng bi ơn. Cũng sẽ không sao chứ Ưng ừ, Bi ơn Thật sự mong mẹ của nó được hạnh phúc anh à Anh không hỏi Ưng Bi ơn đâu Mà là bây giờ anh đang hỏi em đó Em muốn rời khỏi đây Cùng với Ưng Bi ơn Và anh chun hiểu Bà của Ưng Bi ơn cũng mong như vậy Cô thấy sông mong vậy được rồi cứ đi đi cái gì chứ con muốn xin nghỉ không làm thư ký cho chú sao dạ phải thưa chú tại sao vậy không phải con thấy thú vị sao tự nhiên con thấy chán thôi chú ngày cuối cùng rồi nên chú muốn cùng con đi ăn trưa không ăn trưa cùng con à <laughs> được thôi là ngày cuối cùng nên chúng ta hãy cùng đi ăn trưa gần đây đi được thôi thưa chú vô trong mà mà nói đi lỡ ưng ơn có đúng gì không đúng không dám lừa ai hả nói mau lên nói đi đúng không ưng ừ. ừ, bia ơn à ưng ừ, bia ơn ơn đi ơn à không được <cười> <cười> chiếc nhẫn sáng lấp lại lấp lánh luôn nó được đeo trên tay mình nên trông càng tỏa sáng hơn rất là nhiều mày gặp đúng chủ nhân rồi đó nhẫn ạ à. sao giờ mới tới có biết là tao chờ mày lâu lắm rồi hay không <laughs> Thật may vì tiểu thư cũng thích nó Anh cũng có mắt thẩm mỹ đó thưa ký cha Công nhận rất là đẹp Đẹp đúng không? Phải không? À không phải Không phải chiếc nhẫn Mà chính là cô thầy ra đó thiệt là à, trời không biết đâu tôi phải làm sao đây cô à? à cô sao vậy tôi đây đã làm sai chuyện gì hay sao không có vì tôi hạnh phúc quá nhưng nhớ tới mẹ của tôi lại thấy có lỗi lắm mẹ bị bệnh như vậy làm sao tôi có thể hạnh phúc được chứ À. Cô thấy ra nè Xin cô đừng khóc nữa Hãy nín đi Đừng khóc nữa mà tiểu thư Nhất định tôi sẽ bảo vệ cho cô mà Mẹ nói là Thê ra anh dạy thư ký cho anh Hai người họ thích nhau à Làm sao có thể được Chuyện này tuyệt đối không thể nào được đâu con phải ngăn cản họ lại mới được Con cứ để như vậy đi Mẹ à Mẹ đã quên thư ký cha và cô thi Hi Có quan hệ gì rồi sao Những vết thư mà Thế Ran sẽ chịu sắp tới đây Mẹ có hình dung ra không Thì xong à Con nhìn lại đi Con hạnh phúc không Mối quan hệ Giữa Thê Hi, Thê Ran và thư ký cha Mẹ biết Nhưng dù vậy con không thấy chúng hạnh phúc sao Dù vậy cũng không được trong mối quan hệ của con người thì cũng cần phải có luân thường đạo lý chứ mẹ chỉ cần con của mẹ được hạnh phúc là đủ rồi tiền quyền lực danh vọng dù mẹ đã có tất cả nhưng mẹ chưa từng là người phụ nữ có được hạnh phúc mẹ và con đều không có quyền cướp đi hạnh phúc của thế gian được thấy con mình sống hạnh phúc vui vẻ chính là tâm nguyện cuối cùng của người mẹ sắp sửa phải rời xa thế gian này mẹ chỉ mong như vậy thôi mẹ à con nói đi tại sao con lại về nhà vào giờ này chủ tịch bét đã bị giải tới đồn cảnh sát rồi minh Chun Hi ít thực sự đã quyết tâm rồi sao đúng vậy thưa mẹ lão già xảo quyệt bét đó cuối cùng cũng sắp tàn đời rồi Ừ anh đây Sao Bây giờ anh đã Lái xe đưa cha Sang Min đi rồi à Nếu như không có ai làm được Thì mình Sẽ tự tay xử lý à, Anh sẽ định vị xe của cha Sang Min Để xem thử con bé đến đâu Để anh một chút thôi Sao cô? Cứ lãng vảng trước mặt tôi vậy hả? Chủ tịch Bét đã hạ mình cầu cứu tôi rồi. Anh nghĩ tôi nên làm sao hả? Chuyện đó tại sao lại nói với tôi? Chỉ là đang phân dân. Tôi nên giúp chủ tịch Bét thoát được tội hay là không đây? Tôi nghĩ là cô. Đừng giúp chủ tịch Bét. Anh nhẫn tâm trừng phạt người giống như ba ruột của mình hay sao? Đó là con đường mà ông ấy đã lựa chọn. Tôi phải công nhận cuộc đời của anh. Và Elisthan thật đáng thương cứ liên tục bị phản bội bởi những người thân của mình tin tưởng cô thử nhìn lại mà xem ai mới là người đáng thương kia chứ sao biến người từng là kẻ thù trở thành đồng minh rồi biến người từng là đồng minh trở thành kẻ thù của mình sau đó thì xung quanh không còn ai yêu thương cô nữa hết cô vẫn chưa biết tại sao bản thân dù có được, được tất cả mọi thứ dù có rực rỡ hơn bất cứ ai nhưng mà cô vẫn trông thật đáng thương hay sao tôi đáng thương sao anh là cái thái gì mà dám chế diễu tôi như vậy hả? Anh là ai mà dám nói như vậy? Cô đừng có rơi nước mắt. Bởi vì không có bất cứ ai cảm động trước những giọt nước mắt của cá số. Anh là đồ tội. Tôi sẽ giải quyết việc của chủ tịch Beth. Có chuyện gì hả? Sao? Ưng Biên bắt cóc cha Sang Min rồi hay sao? Cô nói vậy là sao? Ưng Biên bắt cóc cha Sang Min hay sao? Tôi nghe nói vậy. Con nhỏ xảo quyệt đó. Sao hả? hành Sang nguyên đang tăng nát cõi lòng. Anh phải chạy tới bên cô ta chứ. Luật sư Su, Ưng Biên bắt cóc cha Sơn Tôi minh. đã biết rồi, tôi nhận được thông tin từ giám đốc Hanh. Cô ấy yêu cầu tôi kiểm tra định vị điện thoại của Ưng Biên. Đi thôi. Ừ. <laughs> Ung Biên, con đang làm cái gì vậy? Dương vẫn còn nhớ chứ? chỗ này là chỗ nào hả? đây là nhà bà của Dượng sao? <laughs> chắc Dượng đã đói bụng rồi. Dượng ăn đi. À. nhưng cuộc tại sao dượng lại làm vậy với con con đừng có sợ mà dượng không định làm hại tới con đâu con đang làm cái gì vậy hả dượng à dượng lo sợ như vậy là đúng bởi vì con thật sự có ý định hại dượng đó ưng <laughs> ừ, bị ưng à <laughs> Ờ Đã tìm được vị trí của cha Sang Min rồi Được tôi biết rồi Ngập nhà ở đó nha Không để cho ơn mi ơn gây ra chuyện gì với cha Sang Min được Phải ngăn con bé lại mới được Con đã tin tưởng vào Dượng Con đã nghĩ là Dượng sẽ giúp cho con Giúp cho anh con U và mẹ con được sống cùng nhau Nhưng mà Dù trong mơ con cũng không thể nào ngờ được Vì lòng tham và sự ích kỷ Mà vẫn có thể biến cháu của mình thành vật hy sinh Ơn ừ, bị ơn à Dưỡng đã nói rồi Ngay từ đầu Dưỡng không có ý làm như vậy đâu Nếu lúc đó tên bác cốc giả không xuất hiện thì chắc chắn Dưỡng không bao giờ nảy sinh ý định đòi tiền chuột đâu Còn nữa Nếu như mà Mà Hồng Chu không đưa tin cho báo đài chuyện con mất tích để dư luận đông ầm lên khiến tình hình ngày càng khó khăn thêm thì dưỡng tuyệt đối đã không làm con bị tổn thương đâu dưỡng vẫn nhát gan như trước kia ha dưỡng nghĩ chỉ cần biện minh cho nhiều vào thì con sẽ rộng lòng từ bi cho dưỡng hay sao từ bi à còn nhóc như con thì làm được gì mà lớn giọng như vậy hả con dự định là sẽ giết dưỡng thật hay sao hả <laughs> dưỡng tưởng là con không làm được sao sao Người lớn sao mà phức tạp quá vậy chứ Dù biết dượng là người xấu Nhưng họ vẫn cứ chần chừ không xử lý dượng ngay Nhưng con thì khác họ đó dượng Ngô ơn bi ơn Con định Con định làm cái gì vậy hả Làm sao đây Chắc con không cho Dượng thời gian để giết di thư rồi Gô Ân bi ơn Ân Bi Ân à Hãy dừng lại đi Tuổi con vẫn còn trẻ lắm Con làm như vậy là tự giết mình đó Con từng sống mà con đau khổ hơn chết nữa đó Dượng Mỗi ngày con đều chơi với những cơn ác mộng Cùng đi nào Dượng à Con đu Phải rồi Ân Bi Ân Con phải nghĩ đến con u anh con chứ Anh con u bây giờ Đang ở anh đúng không Anh ấy tưởng con đã chết Và anh ấy cũng muốn từ mặt Dượng rồi Đúng vậy đó dù dưỡng cố gắng liên lạc Thì nó cũng không chịu bắt máy Hình như thật sự nó muốn cắt đứt quan hệ với dưỡng rồi à, nhưng mà Nếu như gửi tin nhắn báo cho nó biết là con vẫn còn sống thì Nhất định con U sẽ quay trở về thôi Anh con U sẽ không quay về nữa đâu Dượng à Biết được chuyện dưỡng đã bắt cóc con Và định giết con Thì con và anh ấy Đã không thể gặp lại được nữa Là do dưỡng đã gây ra Cho nên là vì anh con U dượng nhất định phải nhận sự trừng phạt. Xin dĩnh biệt dượng của con. Ông Biên, ông Biên à, không được đâu. Ông Biên.

mẹ ơi con xin lỗi mẹ con sẽ thu dọn hết những việc mà con đã gây ra cho tất cả mọi người con thật sự xin lỗi mẹ của con dượng à sao lại sống như vậy chứ sao lòng tham của dượng lại nhiều như vậy sao có thể bắt cóc cả cháu của mình được sao có thể đẩy cháu mình vào chỗ chết được chứ dự con không thể tha thứ cho dự được đâu có ai không cứu tôi với cứu tôi với <cười> <cười> Hình như là kết quả định vị điện thoại của Biên cũng ở gần đây. Kết quả định vị vị trí điện thoại của ông Biên nằm gần đây. Bây giờ điện thoại đã tắt nguồn rồi. Không được, không được. Ông ừ, Biên à, là mẹ đây con à, con ở trong đó có phải không? Biên à, đừng làm gì vậy mà con. Biên ơi ơn à con hãy nói gì đi Biên à mau mở cửa đó mẹ ơi ba ơi à. con không thể nào tha thứ cho dượng thêm được nữa con làm vậy là đúng Biên à mẹ không ơi không được đâu ba ơi ơn bí ơn à ơn à Bion à tỉnh lại đi con à yeah, ừ Con tôi không muốn con mẹ không muốn con cần phải giết cha sang bi đừng mà tôi xin cô đó ơn bi ơn à đừng mà con bi ơn à đừng vậy mà con đừng là như vậy à. mà ơn bi ơn con tỉnh lại đi mau tỉnh dậy đi bi mau tỉnh dậy tỉnh dậy à. đi mà bi ơn à tỉnh lại đi con tỉnh lại đi bi ơi, hãy gọi cấp cứu mau lên dạ được Ưng bi ơn à ưng bi ơn con gái à tỉnh lại đi con bi ơn à mau tỉnh lại đi con Tại sao làm vậy chứ con Mẹ đã nói rồi mà Mẹ và ba nhất định là sẽ Trừng phạt Ngô Thê Hy và cha Sơn Min mà Vậy hãy mau trừng phạt đi mẹ Sao Dường như con đã sắp chết rồi Chuyện họ là cô gia dưỡng của con Nhưng mà lại hại con Mẹ ơi Xin hãy cứu lấy con với Làm ơn đừng để con phải thấy Cô Thê Hy và cha Sơn Min thêm một lần nào nữa mẹ ơi con giống như sắp chết rồi chỉ cần nhìn họ trở về và sống vui vẻ tiếp tục hại người khác là con con không thể nào sống được nữa mẹ ơi mẹ ơi mẹ sẽ làm mà con Mẹ nhất định sẽ làm Con đừng sợ nữa Mẹ sẽ làm giúp cho con Mẹ làm mà Đây nè con uống đi Con nghỉ ngơi đi. Mẹ đang ngoài một lát nha. Ha, ha, ha. って。<laughs>